là da đen, chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh các giai cấp. Phi Bà La Môn không phải như vậy, chỉ có Bà La Môn mới là con chính thống Phạm Thiên, sanh ra từ mạng miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Dầu tôn giả Gotama có nói như vậy, nhưng ở đây các Bà La Môn vẫn nghĩ như sau: chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt như trên vân vân, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Hôn nhân khác giai cấp cho thấy sự đồng đẳng. Này Át Xá La Gia Ná, ông nghĩ thế nào? Ở đây một nam tử Khách Tí Giá cưới một nữ nhân Bà La Môn làm vợ. Do hôn phối này họ sanh được đứa con trai. Đứa con trai ấy sanh từ nam tử Khách Tí Giá và nữ nhân Bà La Môn. Nó giống mẹ nó hay giống cha nó. Nó được gọi là Khách Tí Giá hay được gọi Bà La Môn? Thưa tôn giả Gotama, đứa con trai ấy sanh ra từ nam tử Khách Tí Giá và nữ nhân Bà La Môn. Nó giống mẹ nó và cũng giống cha nó, và được gọi là Khách Tí Giá và cũng được gọi là Bà La Môn. Này Át Xá La Giá Ná, ông nghĩ thế nào? Ở đây một nam tử Bà La Môn cưới một nữ nhân Khách Tí Giá và do hôn phối này họ sanh được đứa con trai. Người con trai ấy được sanh từ nam tử Bà La Môn và nữ nhân Khách Tí Giá. Nó giống mẹ nó hay nó giống cha nó? Nó được gọi là Khách Tí Giá hay cũng được gọi là Bà La Môn? Thưa tôn giả Gotama, người con trai sanh ra từ nam tử Bà La Môn, nữ nhân Khách Tí Giá, nó giống mẹ nó và nó giống cha nó, và nó được gọi là Khách Tí Giá và cũng được gọi là Bà La Môn. Này Át Xá La Gia Ná, ông nghĩ thế nào? Ở đây có con ngựa cái giao phối với con lừa. Do sự giao phối này, chúng sanh được con la. Con la ấy sanh ra từ con ngựa cái và con lừa. Nó giống mẹ nó hay giống cha nó? Nó được gọi là ngựa hay nó được gọi là lừa? Tôn giả Gotama, do sự giao phối khác giống như vậy, nó là con la. Đó là sự khai sai khác, thưa tôn giả Gotama, mà tôi thấy ở đây. Nhưng ở chỗ khác, đối với sự vật khác, tôi không thấy sai biệt gì. Người tụng đọc thánh điển được tôn trọng chứ không phải là chúng sanh. Này Át Xá La Gia Ná, ông nghĩ thế nào? Ở đây có hai anh em thanh niên đồng mẹ kháng cha, một người đọc tụng thông hiểu thánh điển, một người không đọc tụng không hiểu thánh điển. Ở đây giữa hai vị này, các Bà La Môn sẽ cúng dường ai trước? Các vật cúng cho người chết, các thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh, các đồ ăn đãi khách. Thưa tôn giả Gotama, vị thanh niên nào đọc tụng thông hiểu thánh điển, các Bà La Môn sẽ cúng dường người ấy trước, các vật cúng cho người chết, các thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh, các đồ ăn đại. Bởi vì thưa tôn giả Gotama, cúng dường cho người không đọc tụng không thông hiểu thánh điển làm sao có quả lớn được? Này Át Xá La Gia Ná, nhà ngươi nghĩ thế nào? Ở đây có hai anh em thanh niên Bà La Môn đồng mẹ kháng cha, một người đọc tụng thông hiểu thánh điển theo ác giới hành ác pháp, một người không đọc tụng không thông hiểu thánh điển trì giới hành thiện pháp. Ở đây các người Bà La Môn cúng dường cho ai trước? Các vật cúng cho người chết, các thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh hay các đồ ăn đãi khách? Thưa tôn giả Gotama, vị thanh niên nào không đọc tụng không thông hiểu thánh điển, không trì giới hành thiện pháp? Ở đây các Bà La Môn cúng dường cho người ấy trước, các vật cúng cho người chết, các thực vật tế đàn, các món ăn trong các lễ hy sinh hay các đồ ăn đãi khách? Bởi vì thưa tôn giả Gotama, cúng dường cho người theo ác giới hành ác pháp làm sao có quả lớn được? 448. Sự chua cay
trong luận đàm và lời an ủi. Asalayana từ đầu tới cuối không thể nói khác hơn những gì Đức Thế Tôn dạy, nên xấu hổ buồn bã, bậc đạo sư đã an ủi bằng cách kể một câu chuyện xưa cũng là kiếp tiền thân của Phật. Kinh văn: Này Asalayana, trước hết ông đi về sanh chủng, bỏ sanh chủng, ông đi về thánh điển, bỏ thánh điển, ông đi về sự thanh tịnh của bốn giai cấp mà ta đã chủ trương. Nghe nói vậy, thanh niên Asalayana ngồi im lặng, ủ rũ, co vai, cúi đầu, sững sờ, mở miệng không ra lời. Rồi Thế Tôn sau khi biết được thanh niên Asalayana im lặng, ủ rũ, co vai, cúi đầu, sững sờ, miệng mở, không ra lời, liền nói với thanh niên Asalayana: Thuở xưa, này Asalayana, trong khi bảy ẩn sử Bà La Môn thảo luận trong những am thất bằng lá tại một khu rừng, ác kiến sau đây được khởi lên. Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, như trên vân vân, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Này Asalayana, ẩn sĩ Asita Dewala được nghe, trong khi bảy ẩn sử Bà La Môn thảo luận trong những am thất bằng lá tại một khu rừng, ác sau đây được khởi lên. Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt, như trên vân vân, con cháu thừa tự Phạm Thiên. Ẩn sĩ Asita Dewala sau khi sửa soạn râu tóc, đắp y vải màu đỏ tía, đi dép với nhiều lớp đường viền kiên cố, cầm cây gậy bằng vàng, liền hiện ra trong hành lang am thất của bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn. Rồi này Asalayana, ẩn sĩ Asita Dewala đi lại trong hành lang am thất của bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn và nói: Nay những tôn giả ẩn sĩ Bà La Môn này đi đâu? Nay những tôn giả ẩn sĩ Bà La Môn này đi đâu? Rồi này Asalayana, bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn suy nghĩ như sau: Kẻ kia là ai đang đi qua đi lại trong hành lang am thất bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn như một con bò đi vòng tròn, lại nói như sau: Nay những vị ẩn sĩ Bà La Môn này đi đâu? Nay những vị ẩn sĩ Bà La Môn này đi đâu? Chúng ta hãy dùng chú thuật trù yểm ông ta. Rồi này Asalayana, bảy ẩn sĩ Bà La Môn dùng chú thuật trù yểm ẩn sĩ Asita Dewala: Hãy trở thành tro tàn hạ liệt. Nhưng này Asalayana, bảy ẩn sĩ càng dùng chú thuật trù yểm ẩn sĩ Asita Dewala càng trở thành đẹp đẽ, trở thành dễ nhìn, trở thành khả ái. Rồi này Asalayana, bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn suy nghĩ như sau: Thật trống rỗng thay, khổ hạnh cho chúng ta. Phàm hạnh của chúng ta không có hiệu quả. Trước kia, khi chúng ta dùng chú thuật trù yểm người nào, hãy trở thành tro tàn hạ liệt, người ấy trở thành tro tàn ngay. Nhưng nay chúng ta càng dùng chú thuật trù yểm người này lại càng trở nên đẹp đẽ, trở thành dễ nhìn, trở thành khả ái. Khổ hạnh chư tôn giả không phải rỗng, phạm hạnh quý vị không phải không hiệu quả. Chư tôn giả hãy từ bỏ tâm oán hận đối với ta. Có tâm oán hận nào đối với tôn giả, chúng tôi sẽ bỏ. Tôn giả là ai? Chư tôn giả có nghe nói đến ẩn sĩ Asita Dewala không? Thưa có nghe tôn giả. Chư tôn giả vì ấy là ai? Rồi này Asalayana, bảy ẩn sĩ tôn giả Bà La Môn đến đảnh lễ ẩn sĩ Asita Dewala. Rồi ẩn sĩ Asita Dewala nói với bảy ẩn sĩ Bà La Môn: Chư tôn giả, tôi có nghe như sau, trong khi bảy vị ẩn sĩ Bà La Môn thảo luận tại am thất bằng lá trong khu rừng, ác tà kiến như sau khởi lên. Chỉ có Bà La Môn là giai cấp tối thượng, giai cấp khác là hạ liệt. Chỉ có Bà La Môn màu da trắng, giai cấp khác màu da đen. Chỉ có Bà La Môn là thanh tịnh,
Các giai cấp phi Bà La Môn không được như vậy. Chỉ có Bà La Môn là con chính thống Phạm Thiên, sanh ra từ miệng Phạm Thiên, do Phạm Thiên sanh, do Phạm Thiên tạo ra, là con cháu thừa tự Phạm Thiên. Thưa vâng, tôn giả. Nhưng chư tôn giả có biết mẹ sanh của họ chỉ giao hợp với các Bà La Môn, không với phi Bà La Môn? Thưa không vậy, tôn giả. Nhưng chư tôn giả có biết mẹ sanh của họ cho đến bảy đời tổ mẫu của họ chỉ giao hợp với các Bà La Môn, không với phi Bà La Môn? Thưa không vậy, tôn giả. Nhưng chư tôn giả có biết cha sanh của họ chỉ giao hợp với các nữ Bà La Môn, không với phi nữ Bà La Môn? Thưa không vậy, tôn giả. Nhưng chư tôn giả có biết cha sanh của họ cho đến bảy đời tổ phụ của họ chỉ giao hợp với các nữ Bà La Môn, không với phi Bà La Môn? Không phải vậy, tôn giả. Chư tôn giả có biết nhập thai là thế nào, là như thế nào? Thưa tôn giả, chúng không biết nhập thai như thế này. Ở đây, mẹ cha phải giao hợp, người mẹ phải ở trong thời có thể thọ sanh, hương ấm, gan, thá bá phải hiện hữu. Ba sự như vậy có hòa hợp, nhập thai mới thành tựu. Chư tôn giả có biết hương ấm ấy là Khát Tí Giá, hay Bà La Môn, hay Quét Xá, hay Xuất Đá? Thưa tôn giả, chúng tôi không biết hương ấm ấy là Khát Tí Giá, hay Bà La Môn, hay Quét Xá, hay Xuất Đá. Chư tôn giả, sự tình là như vậy. Chư tôn giả có biết chư tôn giả là ai không? Thưa tôn giả, sự tình là như vậy, chúng tôi không có biết chúng tôi là ai. Á Xá La Giá Ná, bởi vì ẩn sĩ Bà La Môn ấy bị ẩn sĩ Á Xí Tá Đê Quá Lá chất vấn, cật vấn, nàng vấn về vấn đề sanh chủng, chát tí qua đá của họ không có thể ứng đáp được. Làm sao nay ông bị ta chấn vấn, cật vấn, nàng vấn về vấn đề sanh chủng của ông lại có thể ứng đáp được, khi ông cùng một đạo sư với họ và không có huynh ná người biết sử dụng thìa đồ sữa làm lễ tế tự? Khi được nói vậy, thanh niên Á Xá La Giá Ná bạch Thế Tôn: Thật vi diệu thay tôn giả Gotama, thật vi diệu thay tôn giả Gotama, như người dần đứng lại những gì bị quăng ngã xuống, phơi bày ra những gì bị che kín, chỉ đường cho những người bị lạc hướng, đem đèn sáng vào trong bóng tối để những ai có mắt có thể thấy sáng, thấy sắc. Cũng vậy, chánh pháp đã được tôn giả Gotama dùng nhiều phương tiện trình bày, giải thích. Con xin quy y Thế Tôn, quy y pháp và quy y chúng tỳ kheo, mong tôn giả Gotama nhận con làm đệ tử. Từ nay cho đến mạng chung, con xin trọn đời quy ngưỡng. Dịch giả Hòa Thượng Thích Minh Châu, phân đoạn chú thích tỳ kheo Giác Đẳng. Và thưa, phần nội dung chánh kinh đến đây đã kết thúc. Chúng con thành kính cung thỉnh Thường Tọa Tuệ Quyền từ bi thuyết giảng rộng rãi ý nghĩa nội dung bài học ngày hôm nay. Nam mô Bụt Tha Giá. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Giờ thưa đại chúng được nghe rõ và cảm ơn của quan nguyện cùng trần đạo từ bi cùng đại chúng. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến giáo pháp và chúng tăng, kính lễ đến sư phụ Thầy Siêu và Tôn Giác Đẳng, thân tọa Pháp Tân, thân tọa Minh Hạnh, đệ đức Trì Trì Sư Nguyên Thông cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến quý tu nữ cùng chư Phật tử. Giờ xin bắt đầu vào thời giảng. Arahang Samma Sambuddho Phakawa Vatang Phakawa Tăng Aphiwa Đề Misvakato Phakawa Ta Tham Mô Tham Mang Nama Sa Misupatipano Phakawa Tu Sa Vakha Sankho Sankha Nama Mi. Chúng đệ tử xin nghiêm tịnh thân khẩu ý tăng giới đức Tam Bảo, đức Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo. Nguyên nhân của đức Tam Bảo hàng gia hội đến chư tôn đức tăng quý tu nữ cùng chư Phật tử luôn được an lạc trong chánh pháp. Nam mô Bụt Tha Giá. Và kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học cái kinh Á Xá La Giá Ná Sutta, liên quan một tức là tên của một vị Bà La Môn trẻ tuổi.
thì vị Bà La Môn trẻ tuổi này rất là giỏi về kinh đó, của Veda hay cả thuật ngữ số, nói chung là một người đa văn bản diễn đó. Và thời tuổi tuổi trẻ mà đã là một người có như phong trần như vậy thì đây cũng là một điều rất là đặc biệt. Kinh Veda là một trong những cái kinh cổ của Ấn Độ, cái giáo lý nó hàm tận, nó chiết bán về nhân sinh quan và vũ trụ quan của cuộc đời, và có thể nói rằng là khó có một cái lý lời gì nào khác mà có thể qua được cái Veda, ngoại trừ Đức Phật khai sáng cái giáo pháp của Ngài. Thì kính thưa quý vị, thì vốn là đang coi như là thâm sâu từ căn cốt là thở khai thiên lập địa rồi. Thì chính vì cái khai thiên lập địa đó, họ chính họ cho, và trong quầy kinh mà khởi tế nhân bổn chúng ta biết là họ từ phạm thiên xuống dưới cõi trần, em không dưới cõi dục nha. Mà cái thành của kiếp trái đất này, kiếp trụ thì đó, khi mà trụ lại xong thì bắt đầu nó ổn định rồi thì bắt đầu hình thành lại, thì họ xuống dưới này, và kể từ đó họ lấy cái như họ cho rằng họ là con của phạm thiên, để nó có cái duyên cớ như vậy. Thì chúng ta thấy Bà La Môn nói một hồi thì nói là con của phạm thiên, sanh ra từ bắp vế của phạm thiên, vân vân. Ở đây nó đến một cái tinh thần của Đức Phật ấy, thì mang một sứ mệnh đó, tức là sứ mệnh của con người mà đã phá, một con người mà dẹp bỏ tất cả những gì mà của giai cấp thời xưa, mà phải nói các tôn giáo đương thời rất là mạnh, rất là lớn, nhưng bằng những cái lời chỉ dạy, bằng những cái sự thực chứng của chính Ngài, bằng cái giáo lý của Ngài, Ngài đã chỉ dạy. Và chàng thanh niên Bà La Môn Asalajana này rất là sợ hãi, rất là khiếp khi mà gặp Đức Phật, từ chối 3 lần, nhưng thì cuối cùng thì phải đi đến và phải thảo luận, phải tranh luận với Đức Phật. Đức Phật dùng nhiều cái dẫn chứng, nhiều cái ví dụ để nói lên cho thanh niên Asalajana biết được. Ngài đã nói rằng tất cả chủng giống của, dầu cho là Khatiya, Vesa hoặc là Brahmana, Khatiya gì, tất cả đều là chập từ thai bào của mẹ, sanh ra từ thai bào của mẹ. Bởi chúng sinh mà, chúng sinh thai sinh, thì tại sao mà chúng ta lại có một cái sự phân ra là người này người kia, người này da trắng, người này da vàng, người này da đen, hay là người này là người Bà La Môn, người này là người vua chúa, người này là người thương gia, người này là người nô lệ, vân vân. Tất cả đều sinh ra từ từ thai bào của mẹ mà, tức là từ cửa mình, từ nữ căn của mẹ. Tự mình xác định, coi như tự họ xác định, chỉ có Bà La Môn á với Khatiyá là cao thượng, là tối thượng, còn Bà La Môn khác nó là không có cao thượng. Họ cho rằng họ chính là con cháu của Phạm Thiên, vân vân, và họ thừa tự của Phạm Thiên, thì cái điều đó nó không đúng. Và ở đây cũng nghĩ là có những nơi cũng có, không có sự phân chia như vậy, mà nó chỉ có chủ với tớ thôi. Còn ở ngay quốc độ này thì có phân biệt là vua chúa, Bà La Môn, rồi giai cấp thương gia và giai cấp nô lệ, hay là giai cấp hạ liệt và giai cấp tối thượng. Thì Đức Phật này mới mới dẫn chứng luôn. Như ở như ở chỗ vô ní và Campuchia đó, chỉ có 2 giai cấp à. Ở biên địa này, quốc độ này nó có hai hai cái giai cấp thôi, chỉ là tớ
chủ nhân và tớ. Thì sau khi làm chủ nhân trở lại là thành tớ, sau khi làm tớ trở lại thành chủ nhân, vân vân. Cái chuyện đó là chuyện bình thường, ở đâu có phân biệt gì. Rồi Đức Phật ngài khẳng định một cái điều mà tôi nói cho chúng ta, cho chúng ta rất là tốt đẹp. Chúng ta thấy con người mình nó phú quý sinh lễ nghĩa, chứ có cái gì hay là mình giàu chút xíu thì tự nhiên mình cho người ta là thấp hèn, mà xã hội ngày nay kêu là đẳng cấp, không cùng đẳng cấp. Thế nào đẳng cấp? Có người ta nhiều tiền hơn, người ta đi xe sang, người ta đi nó xài đồ hiệu, rồi người ta ở nhà tốt, vân vân. Thì cái đó người ta gọi là đẳng cấp. Như điều mà Đức Phật của ngày xã hội ngày hôm nay, thì ngày xưa đó thì người ta cho rằng đó, người ta giai cấp của Bà La Môn, của Khách Giá đó, giai cấp đó là giai cấp cấp cao thượng, là giai cấp cấp đó mới được học. Còn như giai cấp khác không có được học, mà chỉ lo làm, chỉ lo buôn bán làm ăn. Thì Đức Phật ngài nói rằng, ngài khẳng định rằng con người ở giai cấp nào cũng đều phải gặp quả khổ nếu như làm ác. Bởi vì nó nếu như mà Khách Giá, rồi giai cấp Bà La Môn, giai cấp thương gia, giai cấp nô lệ, hay là giai cấp hạ tiện và giai cấp cao quý đó, mà họ sát sanh, họ trộm cắp, họ tà hạnh trong các dục, họ nói láo, nó hay lửa, nó đâm thủng, nó độc ác, ý có tham ác, sân ác, có tà kiến ác, sau khi tân hoàng minh chung cũng bị sanh vào cõi dữ, ác thú đọa xứ địa ngục. Thì bốn cái giai cấp này cũng đồng sanh như vậy. Bởi vì thân ác, khẩu ác, ý ác, thân hoặc sát sanh, trộm cắp, tà dâm, khẩu nói dối, nói lừa, nói đâm thủng, nói độc ác, ý tham ác, sân ác, tạp kiến ác, tức là tạo thật ác, thì họ phải sanh cõi ác thôi. Và ngược lại cũng vậy, nếu như họ làm thiện, nếu họ thành thiện, tức là họ thập hành coi như là thập thiện, thì cả bốn giai cấp này được sanh về cõi thiên giới. Nó là một sự kiện chắc chắn như vậy, không có đọa ác xứ địa ngục, thì họ sanh về cõi lành. Nói như vậy để khẳng định rằng không ai ác, không ai cao, không ai thấp hơn ai, mà chỉ có cái tâm con người, cái tâm tốt thì được quả tốt, mà tâm xấu vẫn được bị quả xấu như nhau, chứ không phải là chỉ có làm xấu là chỉ có cái những cái giai cấp thấp nó bị trả quả, rồi làm tốt chỉ có giai cấp tốt mới được trả quả, giai cấp xấu không được trả quả tốt sao? Thì đây chính Đức Phật này khẳng định, khi làm ác thì bốn giai cấp cũng như nhau. Còn nếu như mà làm thiện thì hưởng quả thiện, thì bốn giai cấp cũng nhau, nó mang tính đồng đẳng. Và cũng vậy, khi tu tập thì kết quả thì nó cũng giống nhau, tốt đẹp như nhau. Đối với các vị Bà La Môn, mà nếu như ai mà có tu tập thì người đó sẽ được cái giá trị tốt đẹp. Và ngược lại, nếu như không có sự tu tập về từ tâm, không sân, không hận, thì những người đó đều đưa đến một cái kết quả là an lạc, là tốt đẹp. Chứ không có phải cắt đặt cho người mới tu được, người kia tu không được, vân vân, hoàn toàn. Tất cả mọi người đều được tu tập, và cái sự sở đắc, cái sự chứng đắc, họ cũng đồng nhất, đồng như nhau. Bởi vì cái sự không sân, không giận, không sân, không hận, mà tu tập từ tâm á, thì Khách Tứ Giá cũng tu tập được, mà giai cấp hạ tiện người ta cũng tu tập được, cái giai cấp mà suốt đá thì cũng vậy thôi, chứ không ai mà cũng như hơn ai. Cho nên quả thật, kính thưa quý vị, chúng ta đừng có nhiều khi chúng ta suy nghĩ rằng chỉ có người có tiền, người giàu có, người quyền thế người ta mới làm được những cái việc thiện phải như vậy, hay là người có cái điều kiện ta mới làm, mà tất cả mọi người đều có quyền được làm, và mọi người cũng đều được hưởng quả như nhau, tùy theo cái tâm thiện tâm của chính mình ở trong cuộc đời này. Nó có sự phân biệt, bởi vì do người đó thiếu hơn,
thiếu phước hơn mình một chút xíu, ít hơn mình một chút xíu, chứ chẳng qua không ai được phép xem thường ai. Cái đức Phật dạy một cái đức tính từ bi, một cái đức tính tức là tôn trọng, rất là tốt đẹp. Ngài bảo tức như chúng ta thấy một người mà dẫu cho mà có cao sang quyền quý, một vị vua chúa Bà La Môn, mà nếu như làm ác thì bị ác thôi. Thì ở đây cái tâm của con người, cái giá trị của con người, cái đức tính của con người nó được nêu cao. Mà Đức Phật Ngài là một trong những người chẳng những đã phá giai cấp mà sang bằng. Và chúng ta thấy Ngài từ bỏ cái giai cấp của chính Ngài, đó là giai cấp vua chúa, và Ngài đi đến Ngài học thuật với Bà La Môn, và Ngài cũng bỏ luôn, và Ngài trở thành một người, một con người bình thường như bao con người. Bởi vì khi đắc đạo, khi đi gặp một cái người ta hỏi ngươi có phải là người, có phải là thiên phải không, có phải là trời hay là ngươi là ai, ngươi phải là con người không, trả lời ta là Phật. Thì chính một con người Phật này sống giữa cõi đời thường, chúng ta nhớ rõ một vị Phật như vậy, như sống giữa cuộc đời thường thì nói và làm những gì cũng xuyên qua tất cả, thuộc về cõi đời, chứ nó không phải xuyên qua một cái gì đó mà được đặc định, một cái gì đó mà được tất cả chúng ta coi như là trao chuốt, của chúng ta đề bạt lên phải vậy, mà chính là bằng cái sự thực chứng thực đắc của Ngài. Và như thế thì chúng ta thấy các giai cấp như Phật Ngài xác định là đều giống nhau, về cái sự tu tập cũng vậy, kết quả tu tập thì cũng như thế. Rồi Ngài mượn cái lý tống sông Hằng. Nếu như người nào bây giờ chúng ta đi qua bên Ấn Độ, nếu quý vị đi đến cái như là đến Sanat, đến cái chỗ mà vườn chuyển pháp luân á, thì chúng ta thấy họ xuống tắm sông Hằng vào buổi sáng, họ đi thì đi tắm sông Hằng, thì họ cho tắm sông Hằng là gội rửa tất cả những cái điều tội lỗi, những cái điều không hay của chính họ. Thì bây giờ đi xuống thì giai cấp cao quý Bà La Môn và giai cấp Khách Tí Giá Vết Xá vân vân thì cũng dùng khăn bột tắm và dùng cái đồ cầu lưng, và dùng cái bột tắm để tắm rửa, để tắm sạch bụi bặm. Thì cái sạch bụi bặm đó bốn tôn giáo, bốn cái giai cấp này nó cũng đồng nó đẳng như nhau, chứ đâu phải chỉ có Khách Tí Giá tắm mới sạch, còn Vết Xá là tắm dơ đâu, cũng như nhau thôi. Quả thật thì giai cấp nào cũng như giai cấp nào, và cũng vậy nữa trong cái tính cách mà thờ lửa đó, cũng vậy nữa thì được một cái ví dụ của tắm và ví dụ của lửa. Thì người ở Khách Tí Giá, dẫu cho người Khách Tí Giá đó có tốt đẹp như thế nào, hay là người ở Vết Xá chúng ta cho là xấu như thế nào, nhưng khi mà chúng ta nhen lửa bằng những chất liệu thì cái lửa nó cháy lên nó cũng giống nhau thôi, chứ đâu có khác nhau. Chúng ta nhớ lời Phật đã ví dụ như vậy, chứ không có, chúng ta đừng có nói rằng các dòng Đức Phật này dạy các dòng là dòng máu đều đỏ. Ở đây thì chúng ta thấy không có nói như vậy, chưa có nghe nói như vậy, mà đó là nói về cái gì, nói về người tấn sông Hằng, người nhen lửa thì nó như nhau. Cái đó chúng ta nói như vậy cũng bằng cái ví dụ, thì muốn nói như điều nó theo kinh văn đó, thì dĩ nhiên máu đỏ như nhau tất cả, chứ máu cái máu người này màu xanh, máu người kia màu tím, máu người nọ màu trắng đâu, dạ tất cả máu đỏ. Nhưng cái đó là một sự ví dụ của chúng ta đọc nãy giờ, thì chúng ta chưa thấy được qua cái dòng máu máu, nhưng điều đó cũng tương tự như vậy. Thì người nào nhen lửa cũng được hết, hội đủ cái yếu tố, tức là nó là cái chất liệu nó dễ cháy, và cả với cái đồ nhen lửa thì nó phát cháy lên. Thì chúng ta không thể xác tính được một cái điều gì mà cho rằng giai cấp tối thượng là tốt, rồi giai cấp khác, những con người khác là hạ tiện. Đây là một điều hết sức là đặc biệt. Chúng ta thấy đi đến ngay chỗ là ngay cả một cái người Bà La Môn mà cưới người Khách Tí Giá, một người Khách Tí Giá cưới Bà La Môn, thì cưới cái dòng nào thì đi theo cái dòng đó, cái chuyện nó bình thường như vậy.
Vâng, cứ người con trai cái nào thì đi theo người con trai đó, và tùy theo cái lúc mà chúng ta, thí dụ như con lừa với con la thì nó còn nhỏ, thì lớn lên là con lừa, vậy thì thôi, thì nó cũng giống nhau chút xíu vậy thôi. Và chúng ta nhớ trong cái kinh văn chạy một chỗ rất là hay đó, tức là nói gì, nó nói tức là không có sanh chủng, khi mà Bà La Môn sanh ra thì nó đổi đủ cái gì, kính thưa quý vị, tức là khi chúng ta gọi là tinh cha huyết mẹ hồi đủ, tức là yếu tố của cái thời thời gian mà chúng ta gọi là thời gian rụng trứng, tức thời gian của người nữ thọ thai, và chúng ta gọi là cái Ganthapa, cái Ganthapa đó hay chúng ta gọi là thức tái sanh, thức tái sanh vào đâu có chọn, chúng ta đâu có biết đó, thức tái sanh đó là Bà La Môn hay là thức tái sanh đó là thức tái sanh đó chính là Bà La Môn là vua chúa, còn thức tái sanh đó người này là thương gia, người này là nô lệ, người này là hạ tiện, người kia là quyền quý cao sang, có ai biết gì đâu. Và thọ sanh cứ thọ sanh vào như vậy, cho nên ngài bác một cách rõ ràng, chứ đừng có nghĩ rằng là cứ cho rằng mình tốt, cho rằng mình hay, rồi những cái người khác hoàn toàn là không biết gì hết, và không có. Cũng như là cái sự thanh tịnh, cái sự tốt đẹp là do tâm của mọi người có được sự tốt đẹp hay không. Những cái điều kiện mà bảy cái sự kiện mà Đức Phật trình bày để loại bỏ cái chủ trương của Bà La Môn xem giai cấp của mình là tối thượng, thì khi mà các nữ Bà La Môn khi mà có cái thời gian mà có thể thụ thai, hay thời gian của kinh nguyệt mà có mang thai đó, mà có sinh con, thì cũng không thể là xem là thanh tịnh. Hỡi mà chỉ có là Bà La Môn hoặc là những người lớn như vậy sinh ra mới gọi là thanh tịnh, hay là những người khác do sinh ra không có thanh tịnh thì nó cũng phải như vậy được. Mà tất cả nó đều như nhau như vậy. Khi chúng ta thấy Đức Phật ngài bằng một cái những cái viện dẫn mà đời thật đời thường của tất cả chúng sinh, để ngài đúc kết đó nhằm mục đích, tức là nó con người đừng có sự phân biệt, đừng có sự phân biệt. Rồi chúng ta thấy Đức Phật ngài xác định rõ tất cả chúng sinh chỉ là sinh ra trong cuộc đời có cái tánh chủng thiện ác, có tánh chủng thiện tốt, xấu thì kết quả xấu, mà thiện thì kết quả thiện, không có sinh chủng, không có sinh chủng tốt mà cũng không có giai cấp tốt. Tất cả hành động, ý nghĩa và lời nói, sinh chủng cũng không có cái giá trị để xem vào, để có cái sự phân biệt nó, để có sự phân biệt một cách như vậy được. Và chúng ta thấy cái điều mà khi mà biết được cái sự tình như vậy đó, thì một cách khéo léo thì Đức Phật ngài khuyến khích cũng như là hiểu biết được cái tâm của Asalayana này không có, tức là bí lối bí đường đó, bây giờ ngài cũng chỉ đường dẫn lối cho thanh niên này. Tức là ngài kể lấy cái câu chuyện quá khứ lúc bảy vị Bà La Môn khởi sanh lên cái ác kiến như vậy, và ngài lúc đó là đạo sĩ Asita đó, đi đến đi qua đi lại, thì ngài khi thấy vị này, khi bảy vị này thấy một cái người đi qua đi lại thì không biết ai, và dùng cái bùa chú để mà ám hại. Chúng ta biết phải nói rằng là cái bùa chú này của các vị là phải nói là khi mà đọc đến người đó thành tro, thì chúng ta biết được dữ dằn lắm đó, chứ không phải chuyện mà bình thường đâu. Thì các vị Bà La Môn lúc đó khởi lên cái ác kiến, nghĩ rằng á, Bà La Môn là giai cấp tối thượng, các giai cấp khác là hạ liệt, là mình là con cháu, mình là con là dòng giống của Phạm Thiên vân vân. Nhưng khi đó thì Bà La Môn ẩn sĩ Asita này có cái thần lực biết được các vị này đã khởi lên cái ác kiến như vậy, không có cái con người nào mà
mà tự cho mình là cao thượng rồi rồi cho rằng người khác tức là hạ liệt, cái đó là sai. Và đi đến thì các vị này dùng cái chú thuật là quý vị họ giỏi lắm á, bảy vị mà dùng chú thuật cứ như phối hợp với nhau để đọc tụng cho con người đi qua đi lại như vòng tròn đó để tan thành mây khói đó, chúng ta để tan thành mây khói luôn như điều gì. Lúc đó Đức Bồ Tát hay là ẩn sĩ Asita này dùng cái tâm, dùng cái từ tâm mà, thì mỗi cái bùa chú, mỗi cái thuật chú gì nó sẽ không có làm hại ngài được. Và càng nói càng ghét bỏ ngài, càng nghĩ xấu về ngài thì ngài càng đẹp, càng mạnh mẽ, càng tốt hơn nữa. Thì chính Đức Phật ngài xác định cho ngài hỏi cơ như Asalayana này biết là biết Asita không, ở trong truyền thừa của kinh Bà La Môn Veda lúc đó có nói đó, thì nó biết Asita, thì nó Đức Phật ngài khẳng định Asita chính là ta đó ha, chính ngài xác định rồi Asita chính là ngài. Và kính thưa quý vị, những sự cật vấn, những cái sự chất vấn hay là sự hỏi han đã Đức Phật ngài đã giải bài tất cả cho Asita này, cũng nói lên cho tất cả chúng ta một điều: chúng ta không có sanh dụng tốt, cũng không có sanh dụng xấu, chúng ta cũng không có không có lựa chọn được cái chỗ nào chỗ tốt, chỗ nào chỗ xấu, mà chúng ta chỉ có thực hiện được như thế này giống như là một sự lựa chọn, chính là chúng ta tạo những cái hành động thiện, lời nói thiện và ý suy nghĩ thiện trong đời sống này, có sự tu tập về từ tâm, có sự tu hay chúng ta có sự tu tập về tam nghiệp này được tốt đẹp thì sanh thú của chúng ta được tốt đẹp. Còn nếu chúng ta làm ác thì sanh thú cũng sẽ ác. Có thể nói rằng ở trong cuộc đời này tất cả chúng ta ai cũng giống như ai, sanh ra trong cuộc đời cũng được cha mẹ sanh hay một lý do gì đó có mặt, thì chúng ta cũng đều nương tựa vào cái nghiệp thôi, nghiệp duyên cũng chính mình thôi. Và người ta ít phước ít duyên hơn mình thì mình cũng đừng bao giờ khởi sanh lên cái tâm, cái mà cái tâm mà phân biệt, cái tâm mà xem thường người ta. Để như vậy thì chúng ta mất đi cái phước thất đức vô cùng. Những người nghèo khổ, những người khiếm khuyết hơn ta nên có sự chia sẻ. Những người không đầy đủ tình thương thì chúng ta nên cho đi một ít tình thương. Những người đói khát thì chúng ta nên cho họ một cái bít nấu ấm. Và những người họ dốt nát, chúng ta mở mang cho họ chút xíu. Chứ đừng có nghĩ rằng họ ngu, họ dốt, mình là hay, là giỏi. Kính thưa quý vị, chúng tôi nói như thế này để chi? Tất cả không, chúng ta không có quyền phán xét và đặt định. Bởi vì hiện tại họ dở đó, hiện tại họ bất lợi đó, nhưng chưa chắc cái vai là một cái phước báo của chúng ta bằng họ đâu. Nếu mà nói sâu sắc hơn, sâu xa hơn, cái ác nghiệp nó đang trả nghiệp, nhưng chưa chắc chúng ta phước bằng họ. Bây giờ chúng ta đầy đủ, chúng ta giàu có, chúng ta khỏe mạnh, chúng ta khôn ngoan. Họ đang ngu si kia, họ đang ngu đần kia, họ đang nghèo khổ kia, nhưng chưa biết những ác nghiệp họ trải qua là chúng ta bằng họ hay không. Cho nên vì vậy, sống trong cuộc đời, bây giờ Đức Phật ngày dạy, cái sự không phân biệt là một điều quá hết sức tốt đẹp. Cũng như không có áp đặt, không có áp chế, không có bằng một cái ác kiến của mình hay bằng cái quyền lực của mình, bằng cái quyền hành của mình, mà mình tự cho rằng người ta như thế này và mình như thế kia, tất cả đều đại để lại, mang lại, ghi lại một kết quả dị thục rõ ràng trong cuộc đời này. Tất cả chúng ta đều được may mắn sanh làm người, thì không gì mà chúng ta lại, nếu chúng ta có sự tu tập hiểu biết Phật pháp, hiểu biết lời dạy của Phật, thì chúng ta không có cái sự phân biệt, không có sự khinh khi. Chẳng qua mình phước hơn người ta, mình may mắn hơn người ta. Ngay cả con chó, con mèo, con muỗi, con rệp, con cá, vân vân. Tất cả những cái đó là chẳng qua mình đang có phước hơn họ, hơn nó. Nhưng điều mà kính thưa quý vị, dòng sinh tử này, bốn bể năm châu này, hay hoặc là các cõi này, tam giới này, chúng ta đi tận cùng rồi, chỉ có những chỗ mà chỉ ngoài cõi ngũ tịnh cư mà chúng ta chưa đặt vào dòng thánh thôi, còn trầm luân sanh tử chúng ta đã đi qua hết trơn. Biết như vậy, hiểu như vậy là chúng ta biết
chúng ta đừng có gây oan trái, đừng có gây cái sự oán hờn, đừng gây sự đau khổ cho tất cả. Biết tu tập từ tâm, biết biết quan tâm, biết tha thứ, biết buông bỏ, biết trợ giúp, biết ban bố, biết tha thứ cho người, thì đó chính là chúng ta đang huân tập, đang tạo lập cho mình một hành trình, một con đường hết sức an lạc. Và kính bạch thượng tọa, cùng với ngày chúng ta quý vị xin có đôi điều trình bày qua cái bài kinh Asalayana này. Hôm nay là như vậy, phân đoạn 446 và 448 là như vậy. Nếu có đi chia sẻ tất, con kính ngưỡng mong cho tâm linh tăng với ngài thảo luận một cách đầy đủ để cho bài học hôm nay được thành tựu tốt đẹp hơn. Dạ, xin chấp nhất thời dẫn thuyết kính dân Phật sự lành đến thời đến thứ tư đại thiên vương, các vị chư thiên cùng được chánh pháp, như là các vị chư thần chư thiên tại quảng nghiêm, các vị chứng minh ký lên tại nơi đây, và kính dân đến các bậc thầy tổ chúng sinh quá vãng được an lạc, và nhân dân toàn thể chư tôn đức tăng cùng toàn thể đại chúng mong tất cả được an lạc, được tấn hóa trong Phật pháp. Nam mô A Di Đà. Sa thủ kính trưng thượng tọa tuệ quyền, bạch thượng tọa tuệ siêu, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa tuệ siêu nghe được xin thỉnh thượng tọa có nghĩ trả lời cho câu thảo luận thứ đầu tiên. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa tuệ siêu, thượng tọa có ở trước máy và nghe được không? Thượng tọa pháp thân ơi, thượng tọa có ở trước máy và thượng tọa có nghe được không? Một lần nữa xin được hỏi thưa đạo Phật tử, dạ thấy thưa đạo siêu đưa tay. Và thưa đạo siêu muốn hỏi một cái suy nghĩ của thượng tọa, đó là thường thường ở trong các xã hội họ có một cái phân biệt nhiều cái giai tầng giai cấp khác nhau. Có những xã hội họ phân biệt về kinh tế, thí dụ như là ở Mỹ này có giai cấp middle class, là cái giai cấp trung lưu là do dựa trên cái lợi tức mà họ có, cái tài sản mà họ có. Có những cái xã hội họ phân biệt do cái trình độ. Thí dụ ngày xưa chúng ta nói sĩ nông công thương chẳng hạn. Ở trong xã hội Ấn Độ đó thì cái phân biệt giai cấp đó, có một phần nó dựa trên cái dòng giống thọ sanh. Thì theo thượng tọa đó, cái sự phân chia giai cấp mà dựa trên kinh tế, dựa trên trình độ học thức, dựa trên dòng giống thọ sanh đó, thì cái nào là cái mà nó gây lại nhiều cái nghiệt ngã nhất cho xã hội, nó gây lại nhiều cái phiền phức nhất? Xin cái đánh thương vật. Nam mô Bụt Thầy. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, thực ra thì cái sự kỳ thị giai cấp hay là phân chia giai cấp nó dựa cái nào thì nó cũng đem đến cái sự phiền toái ở trong cái cuộc sống. Nhưng mà cái vấn đề hợp lý và phi lý thì ở đây nó dựa vào cái tầng lớp trí thức ở trong xã hội, mà cái
do kinh tế hay do trình độ học vấn, học học giá, học vấn á, thì nó không có tạo nên những cái ảnh hưởng tiêu cực lắm. Chỉ dựa vào cái dòng dõi thọ sanh á, thì cái này thì nó ảnh hưởng tiêu cực khó thay đổi nhất. Chứ còn về tài sản, người mà có tài sản nhiều gọi là cái giới thượng lưu, hay là trình độ học vấn cao gọi là giới thượng lưu, thì trong trường hợp người ta có thể thay đổi cái tài sản tiền bạc, có khi nhiều, có khi ít, có khi thì nó sung mãn, còn có khi thì nó bị cạn kiệt. Về học thức thì cũng vậy, nhưng mà nếu mà người ta chấp vào cái dòng dõi thọ sanh thì cái này là khó thay đổi nhất. Chúng tôi nghĩ là như vậy, cái khó thay đổi và tiêu cực đó. Bởi vì ở trong một cái xã hội người có trình độ học vấn ở cái giai cấp thượng lưu đó, thì như vậy họ sẽ có một cái nhìn có thể làm cho cái xã hội nó tiến bộ. Còn dựa vào tài sản thì họ có thể làm giàu cho cái đất nước được. Tất nhiên để chúng ta phải nói giàu cho có cái nền tảng của sự phân chia giai cấp xã hội do cái khía cạnh nào đi nữa, thì cái đó cũng là một cái tiêu cực để làm cho ở trong xã hội nó có một cái sự bất công. Nếu như mà những người ở giai cấp thượng lưu đó mà họ coi rẻ những cái người thường ở dưới kém hơn họ. Và cũng chính vì chỗ này mình đạo Phật, khi mà Đức Thế Tôn ngài xuất hiện ở đời đó, Đức Thế Tôn A La Hán Chánh Đẳng Giác xuất hiện ở đời, thì ngài dạy cho chúng sanh những cái pháp thực hành để đưa đến cái sự an vui, đưa đến sự an vui đời này đời sau, và đưa đến sự giải thoát thôi. Chính ngài không có ủng hộ cho cái việc mà phân chia giai cấp, bởi vì phân chia giai cấp ở cái trường hợp nào thì nó cũng là điều rắc rối trong cái cuộc sống, trong xã hội. Chúng ta xem lại ở bên phương Tây ngày xưa, những cái thời mà đế quốc, như đế quốc những cái thời xa xưa, trước khi mà nó bùng nổ cái thập tự chinh rồi đó, thì lúc đó những người ở giai cấp thượng lưu quý tộc họ rất là coi rẻ những cái người dân ở trong xứ, mà chỉ là những người nông dân hay là những người
khổ trung lưu hoặc là hạ lưu trong xã hội thì họ họ chà đạp ghê lắm. Chúng ta xem ở trong đó chúng ta xem những cái quyển sách tiểu thuyết đó hay những bộ phim đó, chúng ta sẽ thấy trong cái thời nào mà có cái sự phân chia giai cấp á, thì cái thời đó những người quý tộc, cái giới quý tộc đó thì họ có tài sản, họ có học thức, có cái địa vị, thì họ đè trên đầu trên cổ những cái người ở dưới, hay là họ coi thường. Không biết quý vị như sao, chứ khi mà chúng tôi xem những cái phim như tàu Titanic chẳng hạn, thì cái cách của những người quý tộc ở trên tàu khi họ đi như vậy, họ rất là coi thường những cái người bình thường, dân lao động bình thường. Chúng tôi coi, chúng tôi có cái sự bất mãn, chúng tôi không thích gì, nó khó chịu. Mà nếu như mà họ không có tài, không có tiền bạc, không có tài sản nhiều, không có học vấn nhiều, nhưng mà chỉ vì họ thọ sanh ở trong một cái gia đình quý tộc đó, rồi cái họ cũng được xem như là cái giới thượng lưu, thì trong trường hợp này nó càng làm cho chúng ta thấy tổn cái giai cấp. Cho nên ở đây nếu mà so sánh hơn thì chúng ta có thể so sánh được cái này kia, do học vấn hay do kinh tế thì nó hay hơn. Nhưng mà nói cho cùng thì dầu cho do nguyên nhân gì đi nữa, nền tảng gì đi nữa, như hễ có cái sự phân chia và đối xử phân biệt, sống kỳ thị, thì nó vẫn đem đến một cái tình trạng tiêu cực ở trong cái xã hội. Theo chúng tôi nghĩ là như vậy. Năm phút, chúng tôi xin trả lời cái câu hỏi của thượng tọa. Xin thượng tọa trở lại Nam Mô Bụt Thầy. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu xin được hỏi thượng tọa một câu nữa rồi thỉnh thượng tọa đi nghỉ. Bạch Thượng Tọa Thầy Siêu, có nhiều Phật tử đó thì thấy rằng ở trong xã hội có cái sự phân chia giai cấp, thì quan niệm là ô cái đó do nghiệp quá khứ, nghiệp mình cao sang thì cao sang, mình thấp hèn thì thấp hèn, và đã là nghiệp quá khứ thì chẳng những mình chấp nhận như vậy mà mình còn mạnh mẽ để sống theo cái quan niệm về giai cấp. Thì một người sống theo cái cách phân biệt giai cấp mà dựa trên cái nhìn về nghiệp quả đó, thì điều đó có đúng theo Phật pháp không? Xin kính thỉnh thượng tọa quan thị trở lại. Ở đây thưa quý vị, nếu là một người Phật tử hiểu được cái nhân quả, cho nên bây giờ có những người ở trong cái giai cấp cao và có những người trong giai cấp thấp, nếu mà chỉ hiểu được như vậy thì dừng lại ở đó,
thì không có vấn đề gì, đó là hợp với Phật pháp. Nhưng mà nếu như người đó, người Phật tử đó dầu hiểu được, nhưng rồi họ bắt đầu phân biệt giai cấp, họ bắt đầu phân biệt giai cấp và họ có sự đối xử phân biệt, thì cái trường hợp này là trường hợp không phù hợp với Phật pháp. Dẫu rằng do cái phước ở trong quá khứ mình có cái sự cung kính các bậc trưởng thượng, cho nên nhờ cái nghiệp lành đó, nhờ cái phước lành này mà được sanh ra ở đời là người sang trọng ở trong một giai cấp cao, ôi chật của lắm. Nhưng mà Đức Phật dạy rằng người có thể diếp phục được người khác là người đó phải sống với bốn cái pháp diếp, gọi là sao, cái hát thầm mát, tức là xả tài, chào gắt, ái ngưỡng. Ví dụ ba cha lợi hành á thay trên đó giảm và bình đẳng samanata, thì như vậy nó mới phù hợp. Tôn giả Ananda có lần ngài đi khất thực, về lúc đó ngài đang khát trước, thì ngài đi ngang qua một cái giếng nước, thấy có một cái người phụ nữ đang lấy nước từ giếng lên. Ngài dừng lại, ngài xin miếng nước thì giải khát. Thì cái người phụ nữ đó vốn là cái giai nô lệ, và người đó biết rõ ngài Ananda là người ở giai cấp sát đế lị, cho nên cô ta lẩn trốn. Thì lúc bây giờ lẩn tránh nè, không dám tiếp xúc, không dám nói chuyện, không dám cho nước đến ngài. Thì lúc đó ngài Ananda ngồi giải thích cho cô ta nghe. Về trường hợp giữa con người và con người, hãy làm cái điều tốt đó thì dù cho ở giai cấp nào cũng là người tốt, mà hãy làm xấu thì ở giai cấp nào cũng là xấu. Atma là người xin nước, và nàng là người cho nước, thì cái trường hợp đó nó đâu có cái gì mà phải hổ thẹn. Giai cấp với giai cấp. Sau khi ngài giải thích như vậy thì cô ta rất là cảm động. Trong cuộc đời nô lệ của cô ta chưa từng nghe một người ở cái giai cấp cao mà lại đối xử một cách bình đẳng như vậy. Cho nên cô ta là kính cẩn dâng ngài một bình nước, đổ vào trong bát cho ngài giải khát. Rồi vì sau này cô ta đã sinh xuất gia làm tỳ kheo ni, và cuối cùng cô ta cũng chứng được đạo quả. Thì thưa quý vị, ở trong một trường hợp đó, chúng ta học cái cách ứng xử của ngài Ananda
Ngài biết rõ cái người ở địa vị cao sang và người ở địa vị thấp hèn như trong xã hội đều là do cái nghiệp trước của họ. Nhưng mà hiện tại mình ở cái dòng dõi cao sang như thế nào đi nữa, nhưng cái quan trọng là tình người và đối xử với nhau một cách bình đẳng, và nên chú ý đến chỗ người có đạo đức hay là không có đạo đức, người sống theo thiện pháp hay không sống theo ác pháp, chỉ vậy thôi. Thì nó là tốt, là đúng theo lời dạy của Đức Phật, đúng đúng theo Phật pháp. Thì nói tóm lại là dầu cho người Phật tử chúng ta có niềm tin và biết rõ do nghiệp quả cho nên mới có người ở giai cấp cao trong xã hội và người có ở giai cấp thấp biết như vậy. Nhưng mà người Phật tử chúng ta cần phải đối xử với mọi người với cái tâm bình đẳng, như vậy thì mới đúng, mới phù hợp với Phật pháp. Chứ còn chúng ta biết như vậy rồi, chúng ta dựa vào đó mà chúng ta có cái sự kiêu mạn rằng mình ở cái giai cấp cao thì do cái phước, do vậy cho nên có sự phân biệt giai cấp, thì cái đó, cái giai đoạn sau là cái giai đoạn không đúng với cái tinh thần Phật pháp. Chúng tôi xin được trả lời cái câu hỏi của thượng tọa giác đẳng như vậy, và bây giờ thỉnh thượng tọa trở lại điều họp. Nam mô Bổn Thầy. Sa thú cái trường thượng tọa tự sư, thỉnh thượng tọa đi nghỉ. À, thượng tọa pháp thân ơi, thượng tọa có ở trước máy không? Nếu thượng tọa tinh đang ở trước máy, xin thượng tọa quan nghỉ trả lời câu thơ luận số 3. Một lần nữa xin hỏi thượng tọa pháp thân, thượng tọa có trước máy mà nghe được không? Dạ, thượng pháp thân, có một vài cái xã hội như là ở Hàn Quốc á, người ta kỳ thị rất lớn giữa nam và nữ. Dạ. Ví dụ như người có nhiều người đàn ông họ cảm thấy rất là sỉ nhục khi mà có người sếp là người phụ nữ, thì cái sự phân biệt về giới tính có kể là phân biệt giai cấp hay không? Thỉnh thượng tọa pháp thân. Và bởi vì có việc phải ra bên ngoài chút xíu, xin có ba câu còn lại thì xin lát nữa thỉnh chư tăng quan nghĩ giúp điều học giúp. Sau thượng tọa pháp thân thì thượng tọa quan nghĩ nhờ thượng tọa Tử Nguyên và sư Nguyên Thông trả lời giùm cho. Xin kính thỉnh thượng tọa pháp thân. Nam mô Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Con xin thành kính đảnh lễ ân Đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Kính đảnh lễ Chư Tôn Đức Tăng đang hiện diện trong rừng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiền nam tín nữ. Khi nãy giờ thì nghe không có được rõ, chạy ra chạy vô hoài. Bây giờ thì cũng may là thượng tọa giác đẳng nêu cái câu hỏi thì nghe được. Nghe rõ được cái khúc này, đoạn này. Không biết rồi chúng tôi nói rồi quý vị có nghe được không nữa hả? Dạ. Cảm ơn quý vị. Riêng bản thân chúng tôi thì nghe nó không được hồi về hồi khác. Dạ. Cái câu hỏi ở đây đó là thái độ kỳ thị giới tính có nên hiểu là một hình thái phân biệt giai cấp hay không á. Thì xin thưa quý vị đó là nó có nhiều cái nguyên nhân. Chúng ta biết rằng là nếu như mà những người Á Đông, trong đó có cái những người ảnh hưởng cái văn hóa của Trung Hoa đó, thì do ảnh hưởng từ ở cái văn hóa của người Trung Hoa, rồi ảnh hưởng từ Khổng Tử, đạo Khổng á,
Thì từ đó họ sinh ra những cái suy nghĩ cũng như cái quan niệm về cái phân biệt cái giới tính, đặc biệt là như những cái câu nói, những cái câu nói thí dụ như là người phụ nữ nói cái câu là nhất nam giết hữu mà thập nữ giết vô, cũng về 10 cái người nam, một cái người nam thì có nghĩa là có, nhưng mà 10 cái người phụ nữ thì cũng coi như là không. Rồi nhiều thứ lắm, nhiều cái câu nói lắm. Rồi thí dụ như là tam tùng tứ đức, tại gia tùng phụ, xuất gia tùng phu, phu tử tùng tử đó. À, cái đó là nói đến những cái người phụ nữ, mà cái điều này nó thuộc về tùy thuộc vào cái văn hóa, đặc biệt là ảnh hưởng từ ở cái Khổng giáo. Hàn Quốc là một nước ảnh hưởng từ Khổng giáo rất là nặng. À, Khổng giáo rất là nặng. À, Việt Nam của chúng ta cũng vậy. À, bây giờ chúng ta lại có được một cái sự tiến bộ hơn chút, do là chúng ta ảnh hưởng từ cái văn hóa của phương Tây. À, phương Tây thì họ cũng cố bằng cái những cái người mà làm các công tác hội đó, thì họ cũng cố tạo nên cái điều bình đẳng giữa nam nữ, hay là người ta gọi là nam nữ bình quyền ấy. Thì những cái gì đó nó cũng có những cái điều mà để cho những cái người phụ nữ tham gia vào chính trị xã hội, rồi các cái mặt ở xã hội, thì người phụ nữ họ cũng có thể làm được. Dạ, họ cũng có thể làm được. Và từ đó đó thì đối với cái văn hóa phương Tây thì theo chúng tôi nghĩ, chúng tôi hiểu đó, thì cái việc mà kỳ thị đối với người phụ nữ thì nó không có nặng, không có nặng nhiều. Và vì vậy đó cho nên là pháp luật của có một vài cái số quốc gia của phương Tây đó, thì chúng ta thấy rằng họ luôn luôn có những nhà lập pháp, người ta luôn đưa những cái pháp luật, những cái luật lệ để nhằm bảo vệ người phụ nữ, và luôn luôn đưa cái vai trò của người phụ nữ có một cái vị trí ở trong xã hội. Còn riêng về phương Đông đó, thì chúng ta thấy rằng do ảnh hưởng nó trở thành cái cố hữu, mà không phải là một ngày một bữa hay là với một thời gian ngắn, mà có thể là cái quan điểm mà kỳ thị nữ giới á, nó lại mất đi, nó lại bớt đi, mà do ảnh hưởng rất là nhiều. Việt Nam chúng ta thì cũng có một phần ảnh hưởng từ cái văn hóa của người Trung Hoa, mà Hàn Quốc thì theo chúng tôi biết thì ảnh hưởng từ cái nho giáo rất là nặng. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng cái việc mà phân biệt kỳ thị giới tính á, thì cái thái độ đó cũng ảnh hưởng từ ở cái văn hóa phần nhiều, chứ không phải là thuộc về nó ảnh hưởng thuộc về cái giai cấp đâu. Tuy vậy thì chúng ta thấy rằng là trong kinh mình á, trong kinh mà Phật dạy á, thì có những cái đặc điểm, có những điều mà ở đó Đức Phật ngài cũng nói đến cái việc mà những cái điều mà người phụ nữ có những cái sự hạn chế, người phụ nữ có những sự hạn chế. Thí dụ như theo chúng tôi nghĩ rằng là tại sao người Ấn Độ, người nam thì người ta lại đi bán buôn ở ngoài chợ rất là nhiều, và do đó thì ở trong xã hội Ấn Độ, đặc biệt là trong kinh điển thường nói đến gia chủ. À, gia chủ ở đây là chỉ cho cái người nam. Mà mình đi giờ đi qua bên Ấn Độ đó, chúng ta cũng thấy đó là người nam họ đi buôn bán, mà người phụ nữ thì thường ở nhà nhiều, chứ ít có đi ra buôn bán. Mà đối với Ấn Độ thì người nam họ ra buôn bán. Và từ đó đó cái từ mà Bali gọi là Gahapati đó, thì là một cái người gia chủ, một người gia chủ. Thì ở đây đó chúng tôi nghĩ rằng cái người gia chủ đó họ có quyền hành ở trong gia đình, rồi họ buôn bán tất cả cái chuyện gì mà làm ra kinh tế, làm ra của cải vật chất, từ ở cái người
người nam là gì. Rồi ở trong kinh thì chúng ta thấy rằng là nếu mà để sanh là người nữ đó, dạ, sanh người nữ là gọi là cái người nữ có địa vị trong xã hội, là một người giàu sang, rồi có nhân tướng tốt, là như một những mệnh phụ phu nhân, rồi những người đó có địa vị trong xã hội như là những vị hoàng hậu hay là những vị phu nhân, rồi những vị mà có cái địa vị trong xã hội như là ông cấp cô độc, xin lỗi, như bà Visakha hay là những người khác đó, thì chúng tôi nghĩ rằng ở trong kinh có nói đến những điều đó. Cho nên là ngày nay đó, chúng tôi nghĩ rằng là ngày nay đó thì có những điều mà người nam làm được và người nữ cũng có làm, cũng có thể làm được, và cũng không phải là hoàn toàn những điều người nam làm được mà người nữ có thể làm được hết. Dĩ nhiên nó có những cái giới hạn nhất định của một cái vai trò của một người nữ. Ở đây chúng tôi không nói ở một khía cạnh nào, mà dĩ nhiên là có một cái số vai trò, giống như là mình thấy ở ở pháp luật Việt Nam rồi các cái những cái chánh quyền là họ cầm quyền á, thì ở trong quốc hội hay là trong bộ máy của chánh quyền từ ở trung ương cho đến địa phương đó, thì cũng có một số bao nhiêu phần trăm đó, số ít nhỏ bao nhiêu phần trăm là người phụ nữ đóng nắm quyền, có tham gia chính quyền, tham gia trong quốc hội, tham gia trong các cái hội đồng, rồi tham gia trong các cái chính quyền, cũng có chứ không phải là không có. Thì ở đây chúng tôi nói như vậy để thấy rằng là cái việc mà kỳ thị giới tính ở trong đó có nam, phân biệt nam và nữ đó, thì chúng tôi nghĩ là ảnh hưởng từ ở cái văn hóa, mà trong đó là văn hóa Á Đông phát xuất từ ở cái người ảnh hưởng từ ở cái Khổng giáo, tức là giáo đó, ảnh hưởng từ ở cái Khổng giáo là phần nhiều. Việt Nam chúng ta cũng vậy, mà Hàn Quốc thì lại càng ảnh hưởng Nho giáo nhiều hơn, và do vậy nó phân biệt. Còn đối với cái chuyện mà gọi là phân biệt giới tính như vậy, có thể là gọi là phân biệt giai cấp hay không, thái độ phân biệt giai cấp hay không á, thì nó không có hoàn toàn như vậy. Tại vì Bà La Môn á, nếu mà nói trong kinh hay là xã hội Ấn Độ á, thì có bốn giai cấp, từ giai cấp Bà La Môn hay là giai cấp Sát Đế Lợi, tức là giai cấp vua chúa, giai cấp Bà La Môn là những vị tu sĩ mang tính tế tự, rồi là những điều này điều kia, rồi là cho đến là cái việc mà giai cấp của bà là thương buôn hay là giai cấp nô lệ đều có nam có nữ hết. Nhưng mà người ta phân biệt như vậy, người ta phân biệt đối xử hay là người ta phân biệt đối bốn giai cấp đó đó phát xuất từ ở cái dòng tộc hay là từ ở nơi cái huyết thống, là người ta phân biệt cái huyết thống. Ví dụ như Bà La Môn thì cũng có nữ Bà La Môn vậy, rồi cũng có nam Bà La Môn vậy, rồi Sát Đế Lệ thì có, cũng có vua chúa thì cũng có những vị là người nữ, là hoàng hậu hay là công chúa vậy. Rồi những người thương buôn, những người phải xá ở xã hội đó, họ cũng có nam có nữ, rồi giai cấp nô lệ thì cũng có nam có nữ. Thì ở đây chúng tôi nghĩ rằng là ở giai cấp đó, nó ảnh hưởng từ ở nơi cái nhìn nhận của xã hội Ấn Độ thời đó. Còn đối với đạo Phật á, thì cái hành vi của con người, cái việc của con người tạo tác ra thì nó tạo nên cái giai cấp tốt hay là xấu, giai cấp cao thượng hay là giai cấp hạ liệt, từ nơi cái hành động. Mà Đức Phật ngài đã dạy rằng là không phải do sanh trưởng gọi là Bà La Môn, không phải do sanh trưởng gọi là Bà La Môn, mà hãy là do mà là do hành động gọi là Bà La Môn, là như vậy. Thì chúng tôi xin chia sẻ cái câu hỏi thứ ba này, từ ở nơi cái câu hỏi thượng tọa vừa nêu. Bây giờ quý vị nêu cái câu hỏi lên, đưa cái câu hỏi kế tiếp lên đi. Và đại đức Tề Tri đưa cái câu hỏi số 4. Cái câu hỏi số 4 ở đây thì chắc có lẽ là thỉnh Xương Thông.
Sau khi sư Nguyên Thông mà trả lời không xong thì thỉnh thượng tọa tự quyền nếu còn thời gian nha. Khi Đức Phật cho phép người thuộc bốn giai cấp xuất gia trở thành những thành viên trong tăng chúng, điều này có ảnh hưởng thế nào trong xã hội cổ đại thời Phật? Kính thỉnh sư Nguyên Thông lên thảo luận cái câu số 4 này. Dạ, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con kính cảm ơn và đảnh lễ Sư Phụ Pháp Tân. Con xin trả lời câu hỏi số 4. Câu hỏi số 4 hỏi rằng khi Đức Phật cho phép người thuộc cả 4 giai cấp xuất gia để trở thành những thành viên trong tăng chúng, điều này có ảnh hưởng thế nào trong xã hội Ấn Độ thời Đức Phật? Kính thưa Sư Phụ Pháp Tân và kính thưa Đạo Tràng, cái việc mà Thế Tôn đã hành động như thế này, để giảng dạy là trong 4 giai cấp, thì nếu mà họ phạm giới thì họ vẫn đều bị lỗi, và nếu mà họ tinh tấn tu hành thì tất cả 4 giai cấp đó đều có thể chứng đạo quả. Vì vậy cho nên cái đó là chúng ta thấy là Đức Phật đã một cách trực tiếp và gián tiếp là xóa cái giai cấp bên trên bên Ấn Độ. Nhưng mà cái văn hóa của nền Ấn Độ nó vẫn ăn sâu trong cái tâm của cái người Ấn Độ, cho nên khó mà xóa được cái giai cấp đó. Mà sự thật trên thế gian này nước nào cũng đều có cái giai cấp đó. Thí dụ như là cái người mà giàu có thì họ có phân biệt giai cấp, nhưng mà không phải hoàn toàn. Có những người giàu có mà vẫn lấy những người nghèo như thường, cho nên cái giai cấp nó vẫn có, nhưng mà tùy cái tâm của người hành giả đó. Nếu một chàng trai đó yêu thương một cô gái mà ở bậc hạ tiện, hay là một cô gái mà yêu thương cái chàng trai ở bậc hạ tiện, thì họ cũng có thể lấy nhau. Vì vậy cho nên cái giai cấp chỗ nào cũng có, lúc nào cũng có, nhưng mà không phải ảnh hưởng tới tất cả những người con người trên trần gian này. Bởi vì cái tâm tánh của con người trên trần gian này, những người đã có cái lòng cương quyết và họ có thể họ đi theo ý họ. Cho nên Đức Phật thì muốn xóa tan giai cấp, nhưng mà sự thật giai cấp không phải dễ xóa tan, cho nên cái này nó đều tùy cái ý muốn của mỗi cá nhân. Nhưng mà không phải là cái giai cấp nó hoàn toàn xóa tan, nhưng mà không phải là hoàn toàn xóa tan hết, nhưng mà cái vấn đề này tùy thuộc vào hoàn cảnh. Đó là cái sự suy nghĩ của con. Con xin trao mai lại cho sư phụ để sư phụ giảng dạy thêm. Và câu hỏi tiếp, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, và con chân thành tri ân chư vị đã lắng tai nghe. Dạ, cảm ơn sư Nguyên Thông. Không biết là bây giờ thượng tọa tự quyền có mặt ở trước máy không ạ? À? Một lần nữa xin hỏi thượng tọa tự quyền có mặt ở trước máy không? Dạ, quý vị có nghe chúng tôi nói được không ạ? À? Dạ, cảm ơn đại đức tự tri cho biết là thượng tọa tự quyền có tín hiệu, có mặt trước máy. Dạ. Bây giờ kính thỉnh thượng tọa tự quyền quan hỷ thảo luận cho cái câu số 5. Làm thế nào để gọi là cư xử với tâm bình đẳng theo tướng nhiếp pháp? Kính thỉnh thượng tọa. Nam mô Bổn Sư, và Nam mô Tham Ma, và Nam mô Sang Kha, và tôi đại chúng nghe rõ, và cảm ơn quý vị. Thành kính đến để đến chư đại đức tăng, kính lễ đến từ tòa giác đẳng, từ tòa pháp tân, từ tòa minh hạnh, từ tòa tri sinh nhân thông, cùng chư tăng đang hiện diện, thân chào đến tôn đức của chư phật tử. Câu hỏi rằng câu hỏi số 5, câu hỏi số 4 thì chúng tôi nghe đại đức đại sư Nguyên Thông đã trả lời rồi, những điều mà cũng nói thêm một chút xíu là chúng ta nhớ là khi mà Đức Phật một lần ngày trở về Thành Ca Tỳ La về, ngày đi khất thực vậy đó, thì phải nói rằng là vô tình phạm rất là khủng khiếp.
rất là buồn. Thế tại sao mà Ngài là một hoàng tộc như vậy lại nhận những cái đồ ăn khất thực? Nó nhớ thì chính Đức Phật Ngài như thế, Ngài mới thuyết cho Vua Tịch Phạn nghe. Như đây là Phật để cho cái mang tới đại một cái sự tốt lành cho đại chúng, chứ không phải chỉ là dành đặc biệt cho gia cấp của vua chúa đâu. Tuy Ngài là vị cấp vua chúa nhưng Ngài vẫn bình thường. Thì chúng ta nhớ có một lần nói đến cái này, chúng ta nhớ đến cái ở trong kinh văn mình xem mình cũng thấy rất là hay. Ngài A Nan á, Ngài đang cắt nước, Ngài đi xin một miếng nước của một cô thiếu phụ, cũng là cái người đó là người gia cấp nô lệ, họ bưng một cái một miếng nước đến cho Ngài mà trong một cái sự khiếp sợ, giờ cũng như mừng mà kiểu như sợ hãi quá, như vậy không biết có lỗi hay không, nhưng giờ đang xin. Và chúng ta nhớ là nhậu Pali ở trong cái là người thợ cạo thì gia cấp hạ tiện, nhưng khi đi vào Ngài là một trong những vị thượng thủ tinh văn đó, đi chở đâu ra. Thì có thể nói rằng cái vai trò của Đức Phật chính là Ngài đã xóa bỏ giai cấp sân Ấn Độ lúc đó, và được ảnh hưởng cái gì đó chính là một cái sự hòa nhập cho toàn thể đại chúng xã hội Ấn Độ từ cổ xưa. Đây là một cái điều mà sáng tối của trong có thể là lịch sử Phật cận đại, hiện đại và ngay cả cổ đại cho tới ngày. Thì Đức Phật là một ngày là một trong những con người đi đầu trong cái việc mà cải cách xã hội cho nó công bằng. Rồi cái câu thứ thứ năm hỏi rằng là làm thế nào để gọi là cư xử với tâm bình đẳng theo tứ nhiếp pháp. Cái tâm bình đẳng tức cái tâm không có so sánh, không có phân biệt cái này hơn cái kia, thua cái này thắng cái kia, thua cái này hơn cái kia, nó cái nặng nhẹ không có phân biệt. Chúng ta bố thí, chúng ta cúng dường, nếu mà được để mà được tốt đẹp cao cả nhất là cúng dường vô phân biệt đắc thi na đa na. Đây cũng một điều nhắc cho Phật tử biết luôn, sự cúng dường để đại chúng tăng mà để hướng nguyện công đức phước lành đến cho quyến thuộc đã quá bạn, thì chúng ta tuyệt đối chúng ta đừng có cá nhân tiện thí, nhớ nhé. Chúng ta có thể cá nhân tiện thí lúc nào, cái đó là tùy cái duyên, nhưng đã gọi là cái phước mà cao cả nhất là cúng dường đến đại chúng tăng, thì cái phước báo nó to lớn và nó vô lượng công đức. Còn cái vị mà chúng ta thích, chúng ta kính, chúng ta trọng gì đó, đó là cái chúng ta coi chừng ở trong đó nó cũng thuộc cái ái chấp của chúng ta. Như thế thì quyến thuộc của chúng ta không nhận được, đây là giá trị thật đó. Hôm nay chúng tôi thỉnh sư này, sư A, sư B, sư C, C kia, chúng tôi mới làm lễ, cái đó là chết. Cũng như cái lá y đó, cái lá y vì nào có y cũ đó, là vì đó được quyền thọ. Chỗ cho đó là có một vị hòa thượng lớn ở tại đó. Chú vị thấy không? Cái pháp bồi luật rất là đặc biệt. Mà một cái sự quyền vô phân biệt đó, nó lại là một cái điều mà cái đó mà gọi là cái tính ca thi nát. Rồi sao không có ai hết thì cái vị cao hạ mới thọ y. Thì cái tính bình đẳng của nó đó là khi chúng ta bố thí hay chúng ta ái ngữ lợi hành động sự, thì chúng ta bằng một cái tâm không phân biệt thì chúng ta mới làm nó đúng đúng cái cách. Thì làm sao mà chúng ta với cái tâm bình đẳng bằng tứ nhiếp pháp. Ở đây thí dụ bây giờ chúng ta đó thí dụ cúng dường cho tăng, chúng ta không có phân biệt thì đó là sự cúng dường, nó mang tính nhiếp pháp. Đôi cái lời nói mình cũng vậy, không phải là mình nói cái lời nói với cái ưu thế ái ngự là hành động sự. Thì bây giờ nếu chúng ta nói cái lời nói mà chúng ta nói người lớn cũng vậy và người nhỏ cũng vậy, chứ không phải gặp người nhỏ thì chúng ta nói bằng cách khác, người lớn chúng ta nói cách khác thì không đúng cái tư cách của nhiếp của ái ngữ. Và cái lợi hành cũng vậy, cái tâm của chúng ta cũng phải tập nó chín chắn và nó chính trực, nó công minh, chứ không phải bây giờ người này lớn là cho nhiều, người kia nhỏ là cho ít, người này
dở là không được được nghe, rồi tất cả chúng ta đó có sự phân biệt thì điều đó là rất là nguy hiểm. Mà tứ bố thí ái ngữ là hành đồng sự này, và chúng ta đồng sự cũng vậy, chúng ta trang hòa với tất cả mọi người, mọi giới, tức là một việc làm đó là cả thải tất cả điều đồng nhất, mà không có, không phải là gán đặt cho một người này quá nhiều mà ưu tiên cho người kia quá ít, thì điều đó là nó chúng ta mất đi một cái giá trị liên kết, một cái giá trị mà đoàn kết nó để mà được thành tựu tốt đẹp. Cho nên để mà gọi là có cái tâm, để làm sao mà chúng ta có cái tâm bình đẳng thì chúng ta phải nhớ là chúng ta phải tu tập từ tâm, tu tập cái từ tâm, và chúng ta phải uốn nắn cái tâm của mình, nó thẳng nó ngay. Nếu như chúng ta bị phân biệt, chúng ta không được, hay là chúng ta biết ưu thế ngữ là hành động sự, những gì mà chúng ta thuộc về của ta đó, gia đình ta là con ta, là tài sản của ta, hoặc là anh em cha mẹ gì được, và con chú bác gì đó của mình, thì mình mới cư xử như vậy thì không có đâu đúng, mà tất cả đồng đẳng như nhau, cao hạ trung hạ, hoặc là mới tu gì cũng vậy. Đây là một, chúng ta cũng cung kính và chúng ta cũng cúng dường một cách đồng đẳng. Cái thứ nhất, cái thứ hai nữa là tất cả mọi người, dù sang hèn nghèo cũng vậy, tất cả chúng ta, hoặc là ở mọi giới mọi loài, chúng ta có cái tâm thương yêu, có cái sự tôn trọng tất cả, và có cái sự cư xử, có cái sự giao sinh hoạt, giao hòa với chính những người đó nó đồng nhất, chứ không phải là cái người mà có quyền, có thế, có tiền, có bạc thì chúng ta phải sợ sệt, phải lo lắng, phải sợ hãi. Còn người mà không có gì hết trơn thì chúng ta cũng không có gì luôn nữa, thì cái điều đó là cái điều mà chúng ta cần phải có cái sự chỉnh nét, điều phục, và chúng ta tạo cho cái tâm mình nó được mang tính tức là nó được chính trực, tốt đẹp thì chúng ta sẽ được tốt đẹp, còn nếu như không thì chúng ta hết sức là gặp nhiều cái điều không tốt ở trong cuộc đời, tức là chúng ta không có thể hiện đúng cái tứ nhiếp pháp được. Thì kính bạch quý ngài, kính thưa quý vị, xin có đôi điều trình bày như vậy. Giờ đây thì đã đến giờ cũng vừa với cái thời gian, kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng quay trở lại để kết thúc và đúc kết chương trình trung học hôm nay. Kính cung thỉnh thượng tọa Pháp Tăng Nam Mô Bổn Thầy ạ. Chắc thượng tọa Pháp Tăng vắng mặt chút xíu, rồi chúng tôi xin thay mặt cho thượng tọa Pháp Tăng và cũng như là thay mặt cho ban tổ chức ở trong room xin trước cái chương trình sinh hoạt của lớp Phật học của Thế Tâm Á tối hôm nay, kính đảnh lễ quý ngài và kính đảnh lễ quý ngài và thân kính chúc quý ngài một đêm an lành, một ngày an lành hẹn gặp, và kính chúc toàn thể quý vị luôn được an lạc trong chánh pháp, và một ngày an lành, một đêm an lành, mong gặp quý vị vào chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Thầy Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Khai Giá. Kính mời chi chúng hôm nay lên để kinh và hoàn mãn chương trình. Nam mô Bổn Thầy Giá. Sa thú lành thay. Con Nguyên Xuân thay mặt đại chúng trong room chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích chúng con, đã hướng dẫn dìu dắt chúng con tiến bước trên hành trình tu học, mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm ốp xứ ngôn viên đã yểm trợ cho phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Tự Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm, kết duyên lành giải thoát. Nguyện hồi hướng chư thiên, hàng thiện thần hộ pháp. Nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức. Nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bổn Thầy Giá. Mama kaye na vaja manasa.
Thank you.